Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với PrimeVC. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm mới, một cái dòng mini PC đến từ Acer với cái mã là PN64. Và cái dòng mini PC này có những cái đặc điểm gì nổi bật ấy? Thì anh em hãy cùng mình tìm hiểu trong cái video lần này nhé. Và mình là An từ PrimeVC. Đầu tiên thì mình với anh em sẽ cùng unbox xem bên trong cái hộp máy tính mini PC này có những cái gì nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có, đương nhiên rồi, một con mini PC rất là nhỏ gọn của Acer. Đó. Mình sẽ bỏ qua, mình sẽ bỏ sang bên nha. Đi kèm với máy tính thì ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều cái sách hướng dẫn sử dụng này và một cái đĩa CD dùng để cài lại BIOS nếu mà chẳng may thì máy tính có bị lỗi. Và ngoài CD và hướng dẫn sử dụng thì ở đây chúng ta sẽ có một bộ ốc vít này. Cái bộ ốc vít này là dùng trong các cái trường hợp mà anh, ví dụ anh em có thể gắn cái con mini PC này ở đằng sau cái màn hình, giúp cho nó tiết kiệm các cái diện tích không gian ấy. Và chúng ta sẽ có một cái bộ adapter đi kèm với dây nguồn. Con adapter này thì sẽ có công suất là 120W và đầu ra là 20V 6A đầu ra một chiều. Đó. À đây. Nó có một cái nó một cái thiết bị để mà có thể gắn gắn cái một cái khung, có thể gắn cái mini PC này sau con máy tính, có thể gắn lên tường hoặc gắn đằng sau con màn hình. Đấy là tất cả những cái gì mà phụ kiện mà Acer cung cấp bên bên cạnh con PN64 này. Trên tay mình trên đây là dòng là chính là cái máy tính PN64 của Acer. Nó cũng khá nhỏ gọn thôi vì nó là dòng mini PC mà. Đây. Cái vỏ bên ngoài sẽ là vỏ khung nhựa cao cấp. Đó. Và nó có thiết kế không phải dạng fan led mà dạng có quạt. Và ở đây thì chúng ta sẽ có các cái cổng kết nối là mặt trước này. Chúng ta sẽ có hai cái cổng USB 3.0 này. Đó, một cổng USB Type-C nút nguồn. Chúng ta sẽ có một cổng jack audio. Và ở đằng sau này, đằng sau thì chúng ta sẽ có một cổng VGA, hai cổng đến hai cổng, có những hai cổng HDMI, cũng có thêm một cổng Type-C nữa, một cổng USB 2.0, một cổng LAN và một cổng dùng để cắm adapter nguồn. Đó. Về mặt sau đây, mặt sau như mình có giới thiệu ấy, nó sẽ có hai cái lỗ bắt vít này. Em có thể có thể gắn cái sản phẩm này đằng sau cái con màn hình hoặc là gắn trên tường. Về RAM thì con PN64 này sẽ sử dụng RAM chuẩn là DDR5 với cái tốc độ xung nhịp là 4800 MHz, so với những cái mạnh hơn khá là nhiều so với những cái chuẩn RAM DDR4 3200 hiện nay. Một cái đặc điểm nổi bật mà mình nghĩ anh em nên sử dụng cái con PN64 này đó chính là nó có cái cổng LAN tốc độ 2.5 Gigabit trên giây, so với những cái cổng LAN tốc độ 1 Gigabit trên giây bình thường hiện trên các máy tính bình thường hiện nay. Nó có cái tốc độ gấp 2,5 lần, giúp cho nó truyền tải các cái dữ liệu một cách tốt hơn. Và về lưu trữ ý, thì con PN64 này sẽ sử dụng khe lưu trữ sử dụng các cái SSD chuẩn SATA, và đặc biệt thì nó có hỗ trợ một cái khe M2 chuẩn PCIe Express 4.0
Cái chuẩn này thì cho cái tốc độ đọc ghi ổ cứng lên tới 8 gigabit trên giây, rất là nhanh phải không ạ? Một cái đặc điểm nổi bật nữa mà mình muốn chia sẻ cho anh em, đó chính là con PN64 này được tích hợp một cái con chip với cái công nghệ là TPM 2.0. Với cái con chip và công nghệ TPM 2.0 này sẽ giúp PN64 sẽ giúp bảo vệ PN64 khỏi các cái cuộc tấn công mạng hay là virus xâm nhập. Con mini PC này thì có thể hoạt động tốt trong cái giải nhiệt độ từ 0 đến 50 độ C và với cái độ ẩm lên tới 95%, nên là anh em có thể đặt nó ở khu vực ngoài trời đều không có vấn đề gì cả. Ví dụ mà anh em có thể đặt nó ở các cái kết hợp với các cái biển hiệu quảng cáo này hay là trong các cái kiosk bán hàng ngoài trời đều rất ok. Về cấu hình của con máy tính này thì PN64 sẽ được tích hợp con chip Core i3, i5, i7 với đời thứ 12, 13. Cái cấu hình mà mình đang cầm trên tay đây là con chip Core i5 13500H, là một con chip có cấu hình rất là mạnh, đời mới nhất hiện nay của Intel, với 12 nhân và đến tới 16 luồng với tốc độ xung nhịp lên tới 4,7 GHz. Giúp cho nó có thể đáp ứng được đa số các cái tác vụ mà anh em có thể làm việc, thậm chí đến những cái tác vụ nặng như là render video hình ảnh, xử lý đồ họa, vân vân. Đi kèm với con chip Core i, chúng ta sẽ có một cái con GPU card đồ họa tích hợp, đó chính là con card GPU Iris Xe của Intel. Con card đồ họa này sẽ được tích hợp cùng với con chip, những cái dòng chip từ đời thứ 11 trở lên và đời gần đây là đời 13. Cái con card đồ họa tích hợp này thì cũng cái hiệu năng xử lý nó cũng không thua kém gì những con card đồ họa đời chuyên nghiệp của Nvidia như là MX 350 đó. Máy tính mini PC PN64 của Asus thì cũng đạt cái tiêu chuẩn cái chứng nhận MIL-STD-810H. Nó là một cái tiêu chuẩn của quân đội đưa ra các cái yêu cầu về mặt thử nghiệm và thiết kế của thiết bị để xác minh khả năng của thiết bị trong việc chịu đựng được trong các cái sự cố do môi trường trong suốt vòng đời hoạt động của nó. Để đạt được cái tiêu chuẩn quân đội này thì máy tính cũng phải trải qua các cái bài test khắc nghiệt khác nhau như là nhiệt độ cao, các cái môi trường độ ẩm cao, chịu được các cái bài test kiểm tra về dung sốc. Ngoài ra có các cái thử nghiệm thực tế như là thả rơi từ vị trí cao xuống đất hay là các sự va chạm rung lắc vật lý trong quá trình di chuyển. Với việc đạt cái tiêu chuẩn này thì sẽ giúp anh em an tâm hơn khi sử dụng, đặc biệt là khi phải sử dụng nó trong những cái môi trường khắc nghiệt hơn bình thường, như là sử dụng ngoài trời, sử dụng liên tục 24 trên 7. Một số ứng dụng nổi bật của PN64 có thể kể đến như nó được sử dụng trong các cái hệ thống hiển thị digital signage, các cái bảng hiệu quảng cáo. Khi mà nó có thể kết nối và xử lý đồng thời 4 cái màn hình 4K cùng một lúc thông qua các cái cổng HDMI này, DisplayPort và cổng USB Type-C. Hay nó có thể kết hợp với những cái màn hình quảng cáo có cái chức năng cảm ứng. Thì việc tích hợp thêm cái con máy tính PN64 này thì máy tính giúp xử lý các cái thao tác của khách hàng trên màn hình quảng cáo. Ngoài ra nó còn được ứng dụng vào trong các cái máy POS bán hàng. Thì ở đây PN64 có vai trò kết nối và xử lý các cái dữ liệu từ các cái thiết bị như là màn hình của máy POS này, các cái để hiển thị các cái thông tin sản phẩm cho khách hàng này qua cái cổng HDMI hay DisplayPort, kết nối với cái máy in này hay là barcode scanner để in hóa đơn cho khách hàng thông qua các cái cổng USB hay là một số tùy chọn còn có cổng COM nữa. Ngoài ra PN64 còn ứng dụng vào các hệ thống dạy học trực tuyến trong các cái trường học. Hiện nay thì bên MDC đang phân phối chính hãng dòng sản phẩm mini PC Asus PN64
cũng như các cái dòng sản phẩm mini PC khác của Acer với chính sách bảo hành chính hãng 36 tháng. Và anh em muốn sở hữu sản phẩm này một cách sớm nhất cũng như được hỗ trợ thêm thông tin một cách nhanh nhất thì anh em hãy liên hệ với Brand PC qua thông tin hiển thị ở phía trên màn hình hoặc click vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả. Và anh em cũng đừng quên cho Brand PC một like, một subscribe cũng như ấn chuông đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo đến từ nhà Brand PC. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.